tàu cuốc, tàu chở hàng, máy xúc đặt trên các thiết bị nổi chứa cát sỏi giống như xà lan, rầm rộ khai thác cát ở giữa sông Lô. Các tàu chở hàng ở đây phần lớn là các tàu hạng nặng, có nhiều tàu là loại lên tới 1.000 mét khối. Nhóm phương tiện nói trên tổ chức khai thác cát rất chuyên nghiệp. Cụ thể, các tàu chở hàng hạng nặng đốt thành một lớp bên ngoài, tiếp đó là các thiết bị nổi chở cát và thiết bị nổi chở máy xúc. Nếu chỉ nhìn qua, nhiều người sẽ lầm tưởng nhóm phương tiện này chỉ đang hoạt động chuyển cát sẵn có từ các thiết bị nổi sang các tàu chở hàng, chứ không có hoạt động khai thác diễn ra. Tuy nhiên, quan sát kỹ, chúng tôi phát hiện ẩn hiện phía sau các thiết bị nổi và tàu chở hàng hạng nặng là rất nhiều tàu cuốc đang gầm rú cuốc cát vàng từ lòng sông Lô. Đây là những tàu cuốc được thiết kế khá thấp, chỉ cao hơn các tàu chở hàng hạng nặng một chút. Vì vậy, nếu được các tàu chở hàng hạng nặng vây xung quanh, đứng từ bờ sông sẽ rất khó quan sát thấy các tàu cuốc này. Theo một số người dân địa phương, đồng thời xác định vị trí trên bản đồ thì nhận thấy, vị trí mà nhóm tàu thuyền rầm rộ khai thác cát trái phép nói trên thuộc địa bàn giáp danh giữa ba xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, xã Tứ Yên và Yên Thạch thuộc huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, đại diện lãnh đạo ba xã này đều khẳng định đó không phải là địa bàn của mình quản lý. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc lãnh đạo các xã này cũng không rõ nhóm tàu thuyền tồn tại từ bao giờ, từ đâu mà có. Trong khi chưa rõ vị trí này chính xác là thuộc địa phương nào, thì ngày qua ngày, đại công trường khai thác cát bất thường nói trên vẫn tồn tại, ngang nhiên khai thác cát mà không bị kiểm tra xử lý. Cũng cần phải nói thêm, đối với hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản, trong đó có cát, thì ngoài Ủy ban Nhân dân cấp xã, rất nhiều lực lượng khác có trách nhiệm quản lý như cảnh sát đường thủy, cảnh sát môi trường, công an các cấp. Tuy nhiên, tại đây, chúng tôi không thấy có lực lượng chức năng nào tuần tra kiểm soát hoặc tiến hành kiểm tra nhóm phương tiện khai thác cát bất thường nói trên. Theo một số người chuyên hoạt động trong lĩnh vực cát sỏi, thì giá cát vàng hiện tại ở Phú Thọ được bán với giá 220.000 đồng một mét khối. Một chiếc tàu loại 500 mét khối tới mua cát sẽ phải trả hơn 100 triệu đồng. Giả sử đại công trường khai thác cát là trái phép và hàng chục chiếc tàu hạng nặng nói trên, mỗi tàu nhận được một chuyến cát đầy, thì một ngày có bao nhiêu khoáng sản, bao nhiêu tiền thuế của nhà nước đã bị thất thoát.